là hai bộ phim hot nhất giai đoạn giữa tháng 4 của năm 2024. Tích Hoa Chỉ và Thừa Hoan Ký dù thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau, khi một bộ phim thuộc thể loại cổ trang, một bộ thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Tuy nhiên, cả hai bộ phim lại đang có sự cạnh tranh gay gắt với nhau trên bảng xếp hạng, cả về nhiệt độ lẫn lượng người xem. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu những điểm hấp dẫn tạo nên sức hút của hai bộ phim này nhé! Tích Hoa Chỉ, lội ngược dòng ngoạn mục. Trong số các dự án phim cổ trang Hoa ngữ tháng 4, Tích Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên thủ vai chính có khởi đầu không mấy thuận lợi. Hàng loạt phản ứng tiêu cực, đánh giá thấp xoay quanh bộ phim xuất hiện dày đặc ngay ngày đầu tiên lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim bất ngờ lật ngược thế cờ sau khi đi được hơn nửa chặng đường phát sóng. Có nhiều lý do khiến phần đông khán giả lại có phản ứng quay xe với Tích Hoa Chỉ. Lý do đầu tiên khiến khán giả có cảm tình với Tích Hoa Chỉ là do phim đã khắc họa chân thật chân dung của những người phụ nữ kiên cường. Tích Hoa Chỉ thuộc thể loại cổ trang, nội dung được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Không Lưu. Mở đầu câu chuyện, Tích Hoa Chỉ cho khán giả thấy nữ chính Hoa Chỉ, do Trương Tịnh Nghi thủ vai, là cô con gái được sinh ra trong gia đình quyền quý. Gia quyến có số lượng nữ giới đông áp đảo, mọi người quây quần bên nhau có thể ngồi kín cả sân vườn, tương đối giống với nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng. Nội dung chính của cốt truyện chủ yếu xoay quanh gia đình nhà họ Hoa bất ngờ gặp biến cố rồi rơi vào cảnh khốn đốn. Từ đó, những người phụ nữ của nhà họ Hoa bắt đầu phải tự tìm cách mưu sinh. Vì vậy, tuyến chính câu chuyện không chỉ chủ yếu xoay quanh một mình Hoa Chỉ mà còn khắc họa nên bức tranh sống động về tập thể nữ giới tài giỏi của nhà họ Hoa. Đối với việc xây dựng nên bức tranh tập thể đa chiều với nhiều nhân vật nữ khác nhau, nếu biên kịch không đủ năng lực chắc chắn sẽ không thể thêu dệt nên một câu chuyện với các tình tiết đủ lớp lang, đủ đặc sắc và đủ sức thu hút đối với người xem như thế. Điều mọt phim không thể ngờ đến chính là Tích Hoa Chỉ đã dùng một trường đoạn không quá dài nhưng lại đủ để khắc họa nên bức chân dung của người phụ nữ một cách thấu đáo, rõ ràng. Mặc dù mỗi một thành viên đều mang tâm tư riêng, nhưng họ là tập thể những người phụ nữ kiên cường và bản lĩnh, có những niềm vui nỗi buồn riêng, khiến khán giả càng xem càng nghiện. Lý do tiếp theo là do phim có thiết lập hình tượng nữ chính thực tế, không khinh thường IQ khán giả. Nhân vật nữ chính Hoa Chỉ có thể khẳng định chính là hình mẫu của một đại nữ chủ. Do đó, thiết lập tính cách và hành trình trưởng thành của cô hiển nhiên trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của Tích Hoa Chỉ. Nữ chính Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi thể hiện là cô gái cá tính, vừa gan dạ vừa mưu trí. Hoa Chỉ dù thông minh nhưng vẫn có khoảng trống cần thiết để trưởng thành. Biên kịch và đạo diễn không cho cô ấy hào quang nữ chính quá mức phô trương. Cô ấy sẽ phải nhận lấy những thất bại đồng thời có những lúc thành công, nhờ đó giúp cho Hoa Chỉ càng chân thực, có máu có thịt. Đáng nói, trong các bộ phim có thiết lập đại nữ chủ, đa số các nữ chính sau khi gặp nam chính thì IQ lập tức giảm dần đều để nhường sân khấu cho nam chính và trong đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương. Khi Hoa ra đối mặt với nguy nan, Hoa Chỉ đổ dồn mọi tâm tư vào việc gánh vác, gây dựng lại gia tộc. Sau khi gặp gỡ Cố Yến Tích, do Hồ Nhất Thiên thủ vai, vẫn chủ yếu dồn phần lớn sức lực tập trung vào sự nghiệp của mình. Điểm này càng khiến cho khán giả đánh giá cao về hình tượng nhân vật Hoa Chỉ. Lý do tiếp theo khiến khán giả có hứng thú hơn khi xem Tích Hoa Chỉ là do nam chính Hồ Nhất Thiên có nhiều thay đổi cả về diễn xuất lẫn tạo hình. Trong Tích Hoa Chỉ, Hồ Nhất Thiên đảm nhận vai chính Cố Yến Tích, đánh dấu sự quay trở lại của Hồ Nhất Thiên với dòng phim cổ trang, thể loại phim từng khiến anh bị chê bai thậm tệ vì vai diễn phim tuyệt đại song kiêu năm 2020. Ngay sau khi bộ phim tung trailer, có rất nhiều khán giả đã bày tỏ phản ứng không hài lòng trước diện mạo của nam chính, thậm chí đưa ra những nhận xét chê bai khó nghe như xấu đến mức ảnh hưởng tâm trạng người xem. May thay, thiết lập tính cách của Cố Yến Tích và lối thể hiện nhân vật của nam diễn viên đã cứu cánh thành công cho Hồ Nhất Thiên. Đạo diễn đã sử dụng nhiều góc quay mới lạ, đẹp mắt. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho diễn viên cũng như cảm xúc của người xem. Nhân vật Cố Yến Tích có nhiều điểm đặc biệt khi xuất hiện với hai hình ảnh khác biệt, là một chàng trai dịu dàng với em gái, với người mình yêu nhưng lại là sát thủ lạnh lùng khi thực hiện các nhiệm vụ nhà vua giao phó. Sự đối lập này được nhấn mạnh trong màu sắc trang phục, đạo cụ của nhân vật và diễn xuất linh hoạt của Hồ Nhất Thiên. Có thể nói, Hồ Nhất Thiên từng bước thành công thuyết phục khán giả, bỏ qua hạn chế về diện mạo để ủng hộ một Cố Yến Tích có nhiều ưu điểm khiến người ta si mê. Bên cạnh đó, phim cũng được nhận xét là có tình tiết chặt chẽ, nhịp phim không lê thê. Tích Hoa Chỉ có độ dài 40 tập, nhưng nhịp phim tương đối nhanh, gãy gọn, không cố tình kéo dài tình tiết lê thê. Mỗi một tập sẽ có từ 2 cho đến 4 câu chuyện và do 15 đến 20 tình tiết nhỏ gắn kết với nhau. Cứ mỗi 2 tập sẽ có những biến động trong cốt truyện hoặc mối quan hệ giữa các nhân vật. Nội dung gần như không có tình tiết dư thừa nào, diễn biến logic, sáng tỏ không gây nhàm chán hay khiến khán giả phải tăng tốc độ xem hay tua nhanh. Nhiều khán giả còn cảm thấy phim chiếu tập mới quá chậm, nôn nóng muốn được xem diễn biến tiếp theo.
Lý do cuối cùng khiến khá giả có cảm tình với Tích Hoa Chỉ chính là do tuyến tình cảm của Hoa Chỉ và Cố Yến Tích không cố nhồi nhét thêm đường hóa học. Tuyến tình cảm giữa Hoa Chỉ và Cố Yến Tích trong phim hình thành từng chút một, ban đầu tựa như những giọt nước dần dần tích tụ thành một dòng chảy cuồn cuộn. Hai người đều mang sứ mệnh riêng cần phải thực hiện. Do đó, thay vì tập trung vào tình yêu, họ càng phải chú tâm vào những chuyện mà bản thân nên và phải làm. Tuy nhiên, chỉ cần hai người gặp nhau, họ sẽ hòa hợp một cách tự nhiên nhất. Hai người có thể trò chuyện đầy cởi mở, giao tiếp với nhau và tiếp thêm sức mạnh cho nhau bằng những hành động thiết thực khi đối phương cần giúp đỡ. Họ sẽ không cố tình thêm vào những điều vô nghĩa hay hành động cường điệu hóa để làm nổi bật lên tình yêu đôi lứa. Những phân cảnh ngọt ngào khiến nhiều người xem khen ngợi tổng thể rất tự nhiên, sảng khoái và thoải mái. Tóm lại, phim cổ trang Tích Hoa Chỉ vẫn có những điểm sáng riêng gây ấn tượng với không ít khán giả. Tính đến ngày 17 tháng 4, Tích Hoa Chỉ đã phá mức nhiệt 10.000 trên nền tảng Youku, vượt mốc 50 triệu lượt xem mỗi ngày. Lượt xem tích lũy cũng đã vượt mức 600 triệu và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng thêm khi gần đi về cuối phim. Thừa Hoan Ký, mô típ quen thuộc nhưng vẫn ăn khách. Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đảm nhận vai chính, đang là bộ phim đình đám gây sốt trên các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ, với thành tích ấn tượng khi vượt mặt các bộ phim phát sóng cùng khung giờ. Có nhiều lý do khiến một bộ phim ngôn tình hiện đại như Thừa Hoan Ký có thể làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Trước hết, bộ phim thu hút khán giả vì nhiều tình tiết drama, cẩu huyết. Thừa Hoan Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống tuổi 29 của cô nàng Mạch Thừa Hoan do Dương Tử thể hiện. Tương tự ý nghĩa tên gọi mà cha mẹ đã đặt cho cô, từ bé đến lớn Mạch Thừa Hoan luôn nghe theo lời cha mẹ, cố gắng làm hài lòng người thân. Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, Mạch Thừa Hoan phát hiện bạn trai lâu năm của mình là Tân Gia Lượng, do Ngưu Tuấn Phong thủ vai, lại là một chàng thiếu gia của tập đoàn nội thất giàu có. Ngỡ như kết cuộc ngọt ngào của chuyện tình Lọ Lem và Hoàng Tử, thì thân phận giàu có của Tân Gia Lượng lại là rào cản ngăn cách tình yêu của họ vì chênh lệch quá lớn về gia cảnh. Ngoài sự ràng buộc của gia đình, Mạch Thừa Hoan còn gặp khó khăn trong công việc khi bị sếp mới đến Diêu Chí Minh do Hứa Khải diễn xuất, gây khó dễ. Ngay ngày đầu đến công ty, Diêu Chí Minh đã đuổi việc Mạch Thừa Hoan chỉ vì cô bị đồng nghiệp chơi xấu. Sau đó, Diêu Chí Minh lại đổi ý cho Mạch Thừa Hoan có thêm cơ hội quay lại làm việc, chỉ vì muốn lợi dụng cô là bạn gái của con trai chủ tịch tập đoàn nội thất Đức San nhằm để điều tra công ty này. Trong những diễn biến của tập 16 Thừa Hoan Ký, sự can thiệp quá mức của mẹ trong chuyện hôn nhân khiến Thừa Hoan chia tay bạn trai. Sau đó, tình cũ Tân Gia Lượng cùng mẹ của Thừa Hoan đã tạo bất ngờ cho cô bằng một buổi lễ đính hôn với đông đảo khách mời. Tuy nhiên đây cũng chính là giọt nước tràn ly, khiến Mạch Thừa Hoan lớn tiếng cãi nhau với mẹ ngay tại nơi đông người vì không được quyết định chuyện hệ trọng cuộc đời mình. Sau khi nhận cái tát của mẹ, Thừa Hoan lập tức rời đi và bắt đầu cuộc sống tự lập. Song song đó, mối quan hệ giữa Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh cũng ngày càng tiến triển khi gỡ bỏ nhiều hiểu lầm không đáng có. Sau khi rời khỏi căn nhà quen thuộc suốt gần 30 năm, Mạch Thừa Hoan chuyển đến sống tạm ở nhà bà nội kế cũng là bà của Diêu Chí Minh. Tại đây, cặp đôi Diệp Thừa Hoan và Diêu Chí Minh lại có nhiều thời gian gặp gỡ và trải qua nhiều tình huống bi hài. Từ cặp đôi oan gia luôn cãi nhau, cả hai trở nên gắn bó làm việc ăn ý. Thậm chí, Diêu Chí Minh còn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô nàng trong công việc. Lý do thứ hai khiến Thừa Hoan Ký thu hút được lượng lớn khán giả yêu thích là do có mô típ quen thuộc nhưng kịch bản hấp dẫn, giàu tính liên kết. Dù có sự chuyển biến trong tâm lý và tính cách của Mạch Thừa Hoan, song nội dung phim Thừa Hoan Ký vẫn mang đậm chất ngôn tình kiểu mẫu. Từ một người con ngoan hiền hiếu thảo với gia đình, Mạch Thừa Hoan trở thành một người cứng rắn, kiên quyết với lựa chọn của mình. Với mối duyên giữa cô nàng thuộc tầng lớp bình thường với chàng thiếu gia điển trai tài giỏi, mô típ phim Thừa Hoan Ký tuy không quá mới mẻ nhưng lại là món ngon yêu thích của các mọt phim ngôn tình. Đổi lại, cách sắp xếp tình tiết bộ phim hợp lý khiến khán giả dễ hiểu. Thừa Hoan Ký khắc họa rõ nét người mẹ truyền thống luôn can thiệp mọi thứ trong cuộc sống con cái từ việc quản lý giờ giấc đến chuyện kết hôn. Một người cha luôn yêu thương cưng chiều con gái, sẵn sàng đưa thẻ ngân hàng khi Mạch Thừa Hoan ra riêng. Một công tử Tân Gia Lượng tính cách trẻ con, thích chơi game và dùng tiền để giải quyết mọi việc lớn nhỏ. Một người bà với mắt nhìn người không sai cùng trí nhớ minh mẫn. Một cô bạn thân luôn quan tâm giúp đỡ như người nhà. Tất cả tạo nên những liên kết chặt chẽ, tô điểm cho tính cách nhân vật chính trong bộ phim. Bộ phim Thừa Hoan Ký còn khai thác về tình cảm gia đình, bạn bè, những áp lực sai lầm mà gia đình đặt lên con cái, những định kiến về chuyện tình yêu, khoảng cách tuổi tác, gia cảnh giàu nghèo. Vì vậy, dù nội dung phim không mấy mới mẻ nhưng tình tiết lại rất đỗi gần gũi quen thuộc, phù hợp là một bộ phim giải trí thư giãn. Bộ phim Thừa Hoan Ký cũng mang lại những phút giây hài hước đáng yêu bởi những phản ứng hóa học của các cặp đôi chính. Các góc quay đẹp cùng màu sắc và bố cục hợp lý cũng là điểm cộng cho bộ phim Thừa Hoan Ký.
Lý do tiếp theo là do cả Dương Tử và Hứa Khải đều tạo được điểm nhấn riêng trong Thừa Hoan Ký. Đều là hai diễn viên có tiếng trong làng phim Hoa ngữ, tuy nhiên khả năng diễn xuất của Dương Tử và Hứa Khải lại nhận về không ít nghi ngờ của cư dân mạng khi hợp tác cùng nhau. Khi trong những bộ phim mới phát sóng gần đây thì cả hai đều có những điểm trừ về mặt diễn xuất cũng như khả năng tạo chemistry với bạn diễn. Tuy vậy, trong Thừa Hoan Ký thì từ những tập đầu tiên đến gần nửa chặng đường phát sóng, lối diễn xuất của cặp đôi ngày càng tự nhiên và tinh tế, chemistry của cả hai cũng ngày càng bùng nổ. Mặt khác, trước khi phim Thừa Hoan Ký lên sóng, không ít cư dân mạng mỉa mai rằng Dương Tử đã quá tuổi để đóng phim ngôn tình, nhưng khi xuất hiện trong bộ phim, cô đã chứng minh với cộng đồng rằng mọi thứ là hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cộng đồng mạng khi không chỉ không có sự chênh lệch vẻ ngoài là bao với bạn diễn Hứa Khải, mà khả năng diễn xuất của Dương Tử cũng có sự thăng tiến rõ rệt khi bộc lộ cảm xúc nhân vật không chỉ qua lời nói mà còn biểu hiện qua ánh mắt cũng như ngôn ngữ hình thể. Không còn gắn với hình ảnh nhân vật trẻ trung năng động, Dương Tử của hiện tại dường như phù hợp với những vai diễn trải đời như Mạch Thừa Hoan trong phim Thừa Hoan Ký. Sau những nhận xét về lối diễn xuất cường điệu trong Muốn Mãi Mãi Yêu, Dương Tử đã tiết chế hơn trong bộ phim này. Đây có lẽ là màu sắc diễn xuất phù hợp với nàng tiểu hoa thế hệ đầu 90. Về phần Hứa Khải, thực tế là trước khi Thừa Hoan Ký lên sóng đã có rất nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng về vai diễn Diêu Chí Minh của nam diễn viên. Kể từ sau Diên Hy Công Lược, Hứa Khải chưa có tác phẩm nào thật sự bùng nổ. Dẫu vậy, sau khi Thừa Hoan Ký đi qua được hơn 1/3 chặng đường, người xem lại cảm thấy rất bất ngờ trước màn thể hiện của Hứa Khải. Diễn xuất của anh được khen có sự tiến bộ rõ rệt, nhan sắc cũng thăng hạng mạnh mẽ. Nhân vật Diêu Chí Minh của anh gây ấn tượng vì sự đối lập trong cuộc sống riêng tư và khi làm việc. Trong công việc, Diêu Chí Minh sẵn sàng bày mưu tính kế để đạt kết quả tốt nhất cho công ty. Anh là người công tư phân minh và vô cùng quyết đoán, rất có phong thái của lãnh đạo một tập đoàn khách sạn lớn. Trong cuộc sống, Diêu Chí Minh hiếu thảo với bà nội, gia đình là trên hết đối với anh. Đó là lý do vì sao Diêu Chí Minh rung động với Mạch Thừa Hoan, vì hai người đều rất xem trọng gia đình. Có thể nói, Thừa Hoan Ký đã vực dậy niềm tin về năng lực của Hứa Khải trên con đường diễn xuất. Bộ phim đã tạo ra nhiều lần đầu tiên cho Hứa Khải, như lần đầu tiên tự mình lồng tiếng phim, lần đầu tiên có phim truyền hình rating phá mức 1%, lần đầu tiên nhận được nhiều khen ngợi về diễn xuất đến như thế. Đến thời điểm hiện tại, Thừa Hoan Ký đã phát sóng gần một nửa trên tổng số 38 tập. Ngay từ khi vừa lên sóng vào ngày 9 tháng 4, rating của bộ phim đã tăng đến 2,0% chỉ sau 30 phút. Nhiệt lượng của phim Thừa Hoan Ký còn phá kỷ lục của phim Giữ Phượng Hành với cột mốc hơn 25.000 nhanh nhất của nền tảng Tencent Video. Thành tích ấn tượng này giúp Thừa Hoan Ký vươn lên vị trí top đầu trong các phim chiếu cùng khung giờ. Tính đến tập 11 và 12, rating phim Thừa Hoan Ký vẫn giữ phong độ ở mức 2-2,45% và nhiệt độ của phim cũng đã tăng vượt 30.000, lập kỷ lục bộ phim đô thị đạt nhiệt này nhanh nhất năm 2024. Đây là con số ngoài mong đợi đối với một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Dự kiến, rating phim sẽ còn tăng cao ở các tập tiếp theo. Qua những số liệu ấn tượng trên, có thể thấy sức hút của bộ phim Thừa Hoan Ký cũng như của cái tên Dương Tử và Hứa Khải trong làng giải trí Hoa ngữ. Bạn đã xem Tích Hoa Chỉ và Thừa Hoan Ký hay chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về hai bộ phim này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với mọi người nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!